Hello các bạn, thì mấy ngày rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại nha. Bữa giờ mình mất bạn quá là mình không có ra video được. Hôm nay mình sẽ làm bù. Mới đi làm vừa rồi là trời cũng ướt, vừa bữa quay rồi là ướt hết người rồi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ làm một cái tay lửa, sau đó thì mình sẽ lắp và cố gắng hạ nó xuống cái thuyền ở ngoài biển nghe giống như Space hoặc là làm đấy. Cái này mình cũng làm rau rồi. Đấy, bây giờ bữa thì có một người người ta kêu mình làm đại hướng dẫn thì mình bây giờ mình sẽ làm. Đây cái phiên bản mình đang dùng thì như các bạn biết thì 1.4.5 nha, 1.4.5, tại vì giờ lúc trước thì mình dùng phiên bản 1.b.1, nhưng mà mình thấy phiên bản 1.4.5 thì nó tương thích nhất so với tất cả các cái mod. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Bây giờ nghĩ bốn ngày rồi, 4 ngày không làm clip rồi. Rồi đây chính là cái mod của mình, đây là cái tàu Tron ship các bạn, just read the instruction. Nhưng mà nãy mình đã đưa cái tàu này nó ra ngoài biển rồi, nên là chúng ta sẽ không còn đưa nữa. Bây giờ mình chỉ lắp ráp cái tên lửa thôi. Ở đây thì mình sẽ dùng cái gọi là cái gì ta, Royal Command Post PNJ. Đây, cái này các bạn biết là giống cái tàu Dragon của SpaceX, họ đưa PNJ ra ngoài vũ trụ đấy. Chỗ này nó có một cái docking box này, còn cái nắp này, cái nắp đậy có tên là Shroud. Mình sẽ close ground thì nó sẽ đây. Chỗ này thì nó có thêm các cái mấy cái lỗ đen đen này là mấy cái lỗ reset đó các bạn, reaction control đấy, thruster đấy. Nó sẽ giúp cái con tàu ở ngoài không gian nó kết nối với trạm vũ trụ bằng cách các bạn để ý là coi mấy cái video đó thì nó dùng cái này để điều khiển thôi, chứ ngoài không gian thì không có không khí nên là họ cũng chẳng thế nào dùng cánh quạt được mà dùng cái này. Còn cái nhỏ này nè các bạn thấy không? Cái lỗ nhỏ này có mấy cái động cơ này, nếu như đang tìm hiểu thì nó là cái động cơ Draco, người ta dùng cái hệ thống này dùng để thoát hiểm đấy. Nhưng mà SpaceX cũng có một video là họ dùng cái này để thử nghiệm cho hệ thống hạ cánh, nhưng mà người ta chưa có dùng, bởi vì cái này chỉ là quay video lý thuyết thôi, nhưng mà thực tế thì người ta chưa có dùng bởi vì người ta sợ mất an toàn đấy, bởi vì chở phi hành gia bên trong mà lỡ có gì thì rất là nguy hiểm. Chỗ này nó còn thiếu một cái heat shield đúng không? Heat shield thì mình sẽ vào phần thermal. Ở đây thì có một cái heat shield này, các bạn thấy có cái chân rồi nè. Đó, cái này là chọn quẹn cái bạn coi video của SpaceX họ để mô phỏng cái quá trình cái này, cái con tàu này nó rơi xuống lại trái đất và nó sẽ hạ cánh bằng cái động cơ Draco này luôn. Đấy, đây là cái chân nhưng mà hạ cánh này nha, nhưng mà mình thu lại đây. Tiếp theo thì mình sẽ vào một cái trunk ở dưới. Ở dưới thì cái trunk này nó nằm ở một payload. Đây, cái này, cái trunk này, các bạn thấy cái trunk không? Cable trunk, truck trunk gì đây, chung là đại loại đặt như vậy đi. Bên đây là nó có một cái phòng, một nửa là pin năng lượng, một nửa là không có pin. Ở phía dưới này thì trong cái trong này người ta sẽ chứa hành lý gì đó, nhưng mà ở đây hiện tại thì không có gì hết, mình không có bỏ. Mới làm vừa nên là ướt hết mình rồi, mỏi cổ quá, chắc là cũng bệnh rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng gắn cái bình nhiên liệu cho nó nha. Bình nhiên liệu thì mình sẽ dùng bình này đặt ở phía dưới. Trong này nó có được mình cái gì đây, cái đây nó đợi gì mình cũng chẳng hiểu, cái thông số này là gì nữa, cái thành này lên gì mình cũng không để ý. Rồi bây giờ thiếu cái động cơ đúng không, chúng ta vào động cơ, nó có riêng một cái mod dành cho nó luôn các bạn. Đây chính là động cơ. Ở tiếp theo chúng ta sẽ làm cho nó một cái interstay. Interstay này là cái phần quan trọng, gọi là quan trọng trong cái bộ phận của tên lửa, cái booster các bạn biết là phải có chính đấy, thì nó quay vào trái đất thì nó còn một, nó không có phiền dây đâu, giờ đó nó còn phải điều khiển, có bộ phận điều khiển. Thì đây trong game này chúng ta có cái này, nó có ghi nè, ở đây mình coi tôi coi, nó có ghi cái thông số để họ điều khiển cái con tàu của chúng ta không. Ở đây đấy, interstay này của cái tầng thứ nhất, cái tên lửa là cái tên là Glidore gì đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt nó xuống, đặt nó vào vị trí này. Rồi như vậy là tiếp theo rồi, chúng ta để ý là chỗ này nó có bốn cái cục màu đen đen này, chúng là nơi mà chúng ta sẽ đặt cái gọi là griffin, cái cánh điều hướng này các bạn. Mình dịch tiếng Việt là như vậy, thì để cánh điều hướng thì chúng ta vào aerodynamics, chúng ta sẽ có ở đây mình dùng cái cánh này, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì không nên dùng cái cánh này, không nên dùng, bởi vì khi các bạn lắp lên trên tên lửa thì sau đó thì nó lộn, mình bị lộn rồi. Cái cánh này không phải, cánh này nó rất là hoàn thiện đúng không, nhưng mà cái cánh này các bạn thấy là nó nhỏ đúng không, nhỏ mình không dùng, mình dùng cái cánh này nha. Cánh này phải bự quá này, cánh này thì ở ngoài đời thật người ta làm bằng titan, các bạn biết là titan thì rất là mắc, bắt thì ngoài rẻ đâu, nói chung là đa số đồ vật liệu tên lửa đều mắc cả.
bởi vì nó đòi hỏi cái độ bền của nó rất là cao. Đặc biệt cái phim này khi nó re-entry thì nó sẽ tiếp xúc bây giờ ngoài nóng lên rất là nhiều và cái về chạm với không khí rất là mạnh, cho nên nó rất là bền. Cái đấy là chúng ta phải lắp cái này chính nha, cho nên các bạn thấy nó bị méo đúng không? Méo hay chưa? Mình sẽ chỉnh lại. Ở đây các bạn đây công cụ này, công cụ về tune cái này là rotate tiếng Anh nghĩa là xoay đấy các bạn, xoay. Ở đây chúng ta có xoay ba cái vòng tròn này, một lần chúng ta sẽ kích về cái vòng tròn màu xanh lục để xoay đi nha, xoay hướng này. Rồi chúng ta sẽ coi lại, chính chưa? Rồi chính rồi các bạn. Đấy, chúng ta sẽ quay cận cảnh cái Griffin cho các bạn coi, nó làm bằng titan nha, vậy nó sẽ bị uốn cong. Đấy, chỗ này đang bị cong này, chúng ta có thể nhìn thấy. Mình cứ thử mở nó đây, extend. Đấy, extend thì nó sẽ mở ra, nó sẽ mở về. Rồi bây giờ mình sẽ thu nó lại nha. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn hệ thống reset cho nó. Reaction control ở đây chúng ta có hai loại, nhưng mà mình dùng cái loại này thì nhỏ hơn, đặt ở vị trí này được chưa? Ổn, nhưng mà nó còn méo này các bạn, để ý kỹ thì nó thấy nó méo, thì sẽ chỉnh lại. Bởi vì sao mình chỉnh cho nó chính, đợi một chút mình re-entry ra mình xuống mặt đáp đáp xuống cái con thuyền để cho nó chính xác, chứ cái con thuyền nó nằm ngoài biển mà chúng ta đáp cọc và coi như mấy triệu đô la đi tông hết đấy. Xong chúng ta để xong phần này rồi, mình quên, mình sẽ gắn cho nó cái mic chip mình mới được. Cái mic chip này là cái mod nha, cái mod cho các bạn không có đâu, để điều khiển con tàu của chúng ta đấy. Mình sẽ tắt cái màn lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy một cái gọi là cái fuel tank đặt phía dưới này. Rồi chúng ta có thể đặt động cơ nó luôn, cho chúng ta có cái động cơ riêng luôn là VL9R Octopus con bạch tuộc đó, đặt xuống dưới. Xong bây giờ chúng ta sẽ kích vào phần actions. Phần này gọi là phần phím tắt đấy các bạn, nói chung một cách đơn giản là phần phím tắt. Ví dụ như các bạn muốn mở cái chân này cánh thì chúng ta sẽ bấm phím G trên bàn phím thì nó mở cái chân này, hoặc là bung cái cánh điều hướng thì chúng ta bấm phím B, chữ B bơ bò đấy thì nó sẽ bung ra. Và chúng ta muốn tắt động cơ thì như thế nào? Một là chúng ta ra ngoài vào phóng kích về cái động cơ rồi chúng ta chọn chức năng tắt, nhưng mà ở đây mình không có dùng cái đó, mình dùng phím tắt. Ở đây có số 1 đến số 10 thì mình sẽ dùng số 1, trên bàn phím chúng ta bấm số 1 nha, kích về số 1. Sau đó chúng ta sẽ kích về động cơ này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào chữ switch mode, tại vì mình muốn tắt về mở động cơ hợp lý bằng phím số 1, có nghĩa là khi ra ngoài vào phóng mình bấm số 1 thì nó sẽ tự động tắt động cơ, bấm số 1 một lần nữa thì nó sẽ mở động cơ lên, như vậy đấy. Tại đơn giản là như vậy đủ rồi. Tiếp theo mình sẽ gắn cái chân đưa cho này cánh, đúng không? Mình sẽ chỉnh cái logo này như đây. Phía đây là cái gì đây? Thôi tạm thời như vậy. Rồi cho cái này thì mình chỉnh skin cho nó rồi. Cái skin này là skin bị bốc cháy này. Bốc cháy nữa là nó bị đen như thế. Cái chân thì không bị đen. Mình sẽ lắp cái chân. Để mình lắp cái chân cho nó dở đây. Có cái dấu hiệu được mình dốc. Chúng ta sẽ chỉnh bốn cái chân nha. Bốn cái chân đặt vào vị trí này. Sau đó chúng ta sẽ thu lại. Mình sẽ chỉnh cái spring strength với lại cái damper strength. Cái này rất quan trọng. Chuyển cho nó màu đen luôn. Rồi thu lại nha. Stock retractor. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái chân nằm chính chưa. Mình thấy là nó chưa chính, hai cái con mắt này nó chưa chính này. Mình sẽ xây nó xíu nha, xây nó ra phía cái này một xíu. Rồi như vậy là nằm đủ rồi các bạn, chính chưa? Xem mình thấy nó vẫn chưa chính thôi, đừng xây thêm xíu nữa nha. Rồi đủ rồi, thì quay lại để hoàn thiện xong. Mình sẽ gắn cho nó một cái gọi là cái kẹp để giữ cái tên lửa chúng ta lại cái chỗ này, đúng không? Sau đó mình sẽ chỉnh lại cái thứ tự thì chúng ta động cơ hoạt động trước, sau đó cái này, xong rồi nó sẽ tách tầng ra, tách tầng, sau đó thì động cơ này sẽ hoạt động. Rồi đấy, rất đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bóc. Như vậy là chúng ta đã xong rồi các bạn, bây giờ chẳng còn cái gì nữa. Rồi đấy, bây giờ chúng ta sẽ đem đường vào phóng. Rồi bây giờ mình sẽ phóng cho các bạn xem cách mà mình đép xuống con tàu mà biết. Đây con tàu mà biết này, các bạn thấy chưa? Đây nó nằm ở vị trí này và chúng ta đang ở vị trí này. Một chút nữa mình sẽ bay lên, sau đó mình sẽ bay ngang ngoài nó, xong mình đép xuống lại cái booster, mình sẽ đép xuống lại rất đơn giản. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Mình sẽ chỉnh cho nó một buổi chiều nha, buổi chiều một xíu. Mặt trời đâu?
trên mặt trời kia đó. Rồi như vậy là chúng ta đang ở buổi chiều đây, một buổi chiều và bây giờ chúng ta sẽ cùng phóng. Rồi thằng đấy tình huống chúng ta học rất là tốt và phóng thứ chín để cách đưa bốn phiên chèo chúng ta để nhận bốn phiên chèo. Chúng ta có hai phiên chèo phía trước và hai phiên chèo phía sau, hai người tình huống số giúp nghe thì chỉ chở được có đề là ba người thôi, nhưng mà không gian rất là chậm, nhưng mà ở đây tàu space họ làm có thể chở được 7 phiên chè, tối đa là 7 phiên chè, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có 4 phiên chè thôi. Cái phần tàu thì chúng ta thấy là nó cách chúng ta 7.2 km, và bây giờ phần tàu chúng ta cái tên lửa chúng ta đang bay nghiêng, bay nghiêng nha, không cái tên lửa nào bay thẳng bầu trời đâu, nó sẽ bay nghiêng vào phía biển để tận, và chiều bay của cái tên lửa nó sẽ cùng chiều bay của đất để tạo những cái lợi thế, nó sẽ tạo ra khoảng cách nhiều hơn đấy, tiết kiệm được nhiên liệu. Cái nhiên liệu là cái mấu chốt, tên lửa phải nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu thì mới tăng được hiệu suất. Chúng ta sẽ bay đến độ cao khoảng 30.000 m thì mình sẽ tắt cái động cơ đi, và sau đó chúng ta sẽ tắt tàu, sau đó mình sẽ điều khiển cái tàu lũ chúng ta ép xuống cái drone ship đấy. Ở kia nhiên liệu sẽ còn 50%, các bạn tâm mình tính to rồi nhiên liệu như thế là đủ đấy. Bây giờ chúng ta bay nghiêng hiện tại thì chúng ta bờ phóng kia mình cũng có thể điều khiển cho tàu lũ đáp xuống cái bờ phóng được, nhưng mà để các bạn mình muốn là đáp xuống cái tàu lũ sẽ được rồi, được 18.000 m, 19.000 m rồi. Vì vậy bên trong bị chia hết tầm nhìn rồi, không thể nhận chuyện vẫn còn rồi 24-25.000 m. Để mình coi video coi đó, cái video này thấy chưa, video kia nó được vượt qua cái mặt tàu rồi, đây vẫn đang tiếp tục bay cái 30 rồi. Bây giờ mình sẽ tắt động cơ đi, rồi tắt tàu rồi tiếp tục bay lên nhau. Còn lại cái tầng thứ nhất ở phía sau, và chúng ta đang có tầng thứ hai để bay, mình sẽ bay lại tầng thứ nhất đây. Tiếp theo thì mình sẽ mở cái này lên và bấm chỗ landing guidance, thu cái này lại. Như vậy là chúng ta sẽ kích vào cái thuyền kia, sau đó chúng ta sẽ bấm vào land at target, rồi tự động nó sẽ ấy. Tàu lũ chúng ta lúc này nó sẽ bơm 9 động cơ, chính là một cái động cơ thôi. Mình bấm số 1 này nó sẽ switch qua cái một cái động cơ thôi, lúc này chỉ có một cái động cơ hoạt động thôi. Và cái target difference là cái con số này là cái khoảng cách giữa chúng ta với lại cái mục tiêu là cái con tàu đấy, thì cái khoảng cách này nó càng nhỏ thì cái độ chính xác của chúng ta hạ cánh xuống cái con tàu nó càng lớn nữa nha. Độ cái con số này nó chênh lệch nó càng nhỏ thì chúng ta sẽ càng chính xác càng cao. Và các bạn thấy là cái này bên trong nó có cái bình khí nén này, hay là cái mình cũng không rành á, bốn cái trụ này là bốn cái để điều khiển cái rig fin này, các bạn thấy chưa, đó thấy chưa, nó sẽ xoay. Griffin thì bây giờ mình sẽ bật ra, bấm chữ bờ để bật ra Griffin. Đấy, Griffin nó phải như thế này mới đẹp, rất là đẹp. Chúng ta đang bay vào một buổi chiều, tàu lửa thì đang rơi xuống. Bây giờ mình sẽ thu nhanh một chút. Chúng ta đang ở độ cao là 90.000 m rồi, 91, 92, 93, 94 rồi. Thu nhanh một chút đi các bạn. Rồi chúng ta đang rơi xuống này, các bạn thấy là chúng ta đang rơi xuống hết chưa. Bây giờ thì hình như là khoảng 20.000 m thì nó mới bắt đầu là re-entry được. Bên trong game này nó khác với người đời, cái hành tinh của chúng ta nó nhỏ hơn, ở đó là nó bị khác một xíu. Đây, con tàu hiện tại chúng ta đang cách 85 km rồi. Để mình cho các bạn xem cái con tàu nha. Ủa, đúng rồi, để mình coi được rồi, tàu của chúng ta nằm ở phía kia, chúng ta sẽ bay và rơi xuống nó lại. Còn cái tàu thứ hai thì nó đang bay như thế này rồi, phải khé là xe rồi, khé là keo luôn. Chúng ta đang 71.000 m, 70.000 m. Rồi cánh của Griffin này nó vẫn quay nha các bạn, vì một chút nữa lỡ thì nó xoay như thế này. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang ở ngoài không gian mà, nên không có không khí nên nó sẽ không có tác dụng. Nó chỉ có tác dụng trong quá trình chúng ta rơi xuống lại cái bầu khí quyển dưới đất thôi. Chúng ta vẫn đang rơi này, vẫn đang rơi một cách rất là chậm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh làm một xíu rồi, làm 49, 47, 46 rồi. Cái thay cái different là ngoài mấy chục mét thôi các bạn. Rồi một cái động cơ chúng ta đang hoạt động rồi đấy. Đây,
động cơ để hoạt động nó đưa chúng ta đến gần với cái con tàu không? Chúng ta đang cách con tàu khoảng 35 km, còn cách khá lớn và độ cao lúc này về 2 km rồi, đang rơi với vận tốc là 800 mấy m/s và đang giảm, bởi vì chúng ta đang có một động cơ hoạt động mà một động cơ hoạt động thì nó sẽ giảm mà đúng rồi 40-50 mấy m rồi. Nhớ là cái con số này càng nhỏ thì chúng ta sẽ càng chính xác. Griffin rồi, Griffin các bạn để ý là nó đang xoay kìa, thấy chưa, nó đang xoay đấy, nó sẽ giúp điều hướng con tàu chúng ta rơi xuống lại cái transit chính xác hơn, 20 mét hy vọng mình. Cái này gọi là gì đây, chúng ta đang ở 500 mấy m/s và đang có gió xung quanh cái Griffin chúng ta quá dữ. Ôi kìa, đây gió rất mạnh, chúng ta đang cách mục tiêu khoảng 30 mét thôi, cái độ chênh lệch đấy còn vẫn đang tiếp tục. Wow, nhìn chưa, chuẩn bị mình bấm nút coi, bạn nhìn chưa, vì nó đang rơi xuống rồi, kia chính là con tàu, chúng ta đang rất gần mục tiêu. Rồi chuẩn bị động cơ nó sẽ tắt này, sau đó nó sẽ làm một lần nữa để hạ cánh xuống cái con tàu. Rồi vậy thì chúng ta đang còn rơi xuống cái trôi ship rồi đấy. Rồi đấy, bạn thấy chưa, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bước này rồi, như vậy con tàu của chúng ta đã được hạ cánh xuống trôi ship một cách an toàn rồi, không có vấn đề gì hết kìa, vẫn là bình thường, không có vấn đề gì hết, nó còn đáp xuống mặt của cái con tàu này rất ổn. Như vậy là chúng ta đã thành công rồi đấy. Đấy là toàn bộ cách mà mình định làm cái Falcon Heavy nữa, nhưng mà cái mà lắp cái con tàu Falcon Heavy nó khó lắm. Dạng như trong cái mod này nó không có đủ cái thiết bị để mình lắp, mà lắp rồi thì nó cái chỗ kết nối giữa cái hai cái booster với lại cái tên lửa chính nó không có chắc, vậy nên nó rung con tên lửa rất là mạnh. Bây giờ mình sẽ tắt cái thu cái Griffin lại nha, thu cái Griffin lại. Đó, thu lại xong, như vậy là rất là đơn giản. Đây là cái RC của nó này, thấy chưa. Bây giờ thì ok, như vậy là video của mình đến đây kết thúc nha, hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, bye bye.